Thân mến, chào mừng các bạn nhỏ chúng ta tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập B của cái phần Let's Learn More của Unit 4 các bạn ha. Bài tập B này chúng ta sẽ practice the sentence, là chúng ta tập luyện những câu nói. À, những câu nói như thế nào? Đây, các bạn nhỏ nhìn đây nha. Đó, những câu nói là liên quan đến 8 cái tính từ đây nè. Mr. Long Linh sẽ hướng dẫn các bạn nha. Ví dụ câu nói thứ nhất, anh ấy cao chúng ta sẽ gọi là he's tall, là anh ấy cao này tall này, thấy các bạn thấy chưa? Rồi tương tự cô ấy thấp, she's short. Đây, cô ấy thấp đúng không nào? Tương tự bên này, cô ấy trẻ đúng không? Trẻ là young, thì chúng ta sẽ nói cô ấy là she's young. À, Cô ấy già chúng ta sẽ nói she's old. Đó, các bạn thấy chưa? Rồi tương tự ở phía dưới này cũng vậy ha. Nếu là đàn ông, nam thì chúng ta gọi là he's, mà nữ là she's. Rồi gọi thêm một cái tính từ phía sau này nữa, thay thế các cái tính từ này. Đó các bạn ha. Và cái thứ hai nữa, viết tắt này các bạn, he's, viết tắt là he's, she's, chúng ta viết tắt là she's. À, bây giờ mời các bạn nghe và chúng ta nói theo nhé. Track 86. B. Practice the sentence. He's tall. She's short. He is. He's. She is. She's. He's tall. She's short. She's young. She's old. She's pretty. He's ugly. He's thin. He's fat. Rồi, như vậy các bạn đã hiểu rồi đúng không nào? Track 87. Bây giờ chúng ta nghe hát nha. He's tall. She's short. She's young. She's old. She's pretty. He's ugly. He's thin. He's fat. Rồi, như vậy là các bạn nhỏ đã được biết hết tất cả các câu nói cô ấy, anh ấy như thế nào ở 8 cái câu nói này. Đó, các bạn nhỏ thấy chưa? Cao, ngắn, trẻ, già, đẹp, xấu, gầy, mập. Đó, gầy là ốm yếu, rồi mập mạp nè. Rồi, như vậy là bài tập B của chúng ta cũng đã kết thúc. Hy vọng các bạn nhỏ thích và các bạn nhấn đăng ký kênh để tiếp tục nhận các video tiếp theo. Chào các bạn nhỏ ha.